3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you tried to fill it in. You said I could fix the broken in your heart. Your words safe and darling, chưa hôm nào đến lấp sớm như hôm
phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này, để đừng quên lại. 12, 16 lớp mình đã trải qua rất nhiều kỷ niệm, nhưng mà cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Đứng trước cái thời gian mà 3 năm qua thì ngày nào, tuần nào thì từ thứ 2 tới thứ 6 tụi mình cũng kiểu như là buổi sáng mở mắt ra giống như là một thói quen thì sẽ cuốn gói đi học. Giống như là bây giờ tụi mình sắp phải kiểu như là dẹp bỏ một thói quen đó. Không còn kiểu như là mỗi sáng phải mở mắt đi tới trường nữa. Còn kiểu như là mỗi tuần gặp nhau lên trường chơi từ sáng tới chiều, mặc dù cũng không học hành gì hết. Giống như một lời bài hát nói là từ bỏ một thói quen đâu phải một dễ dàng. Ở cái khoảng khách này, ở cái ngưỡng cửa mà lần cuối cùng chúng ta được ngồi với nhau như vậy, thì mình mong các bạn dành một cảm xúc thật dành cho nhau. Thì sự ra lớp mình không có đoàn kết, thì sự mọi người rất là vui. Giống như kiểu là cái hoạt động này nọ thì là rất là vui, nhưng mà riêng về cái khoảng mà để chơi cả lớp tập thể với nhau á, thì sự các bạn không có đoàn kết là đó là một điều mà hơi buồn xíu. Nhưng mà chắc là có lẽ là giờ là thời gian cuối rồi, nên là có gì không thích nhau hay là không ưa nhau chuyện gì hoặc là ghét nhau chuyện gì á, cứ nói ra. Nhưng mà đối với mình á, thời gian đẹp nhất cả 3 năm thanh xuân này, từ năm lớp 10 cho đến bây giờ. Em muốn cảm ơn bạn Melinda vì đầu năm em không có được ổn định, em có nhiều thứ phải lo suy nghĩ, xong rồi bạn Linda đã giúp em. Em cũng cảm ơn ông trường Đình Phụ Đức đã chở em về. Nói chung là tụi mình đã học với nhau cũng được 3 năm rồi đúng không? Hôm năm nay thì có những bạn mới, thì lớp mình cũng có nhiều cái hoạt động vui với nhau, như là nhảy Plasma Sword Talent nữa hả? À rồi đi Đà Lạt nữa. Thì trong lớp này thì nói thật là mình cũng thấy là trong lớp chia rất là nhiều nhóm để chơi, nhưng mà mỗi khi mà lớp mình có cái hoạt động gì thì cả lớp mình đều đoàn kết với nhau cả. Thì trong lớp này mình cũng không có ghét ai hết á, mình chỉ không thích nhiều người thôi chứ không có ghét. Không thích không có nghĩa là ghét, ok. Mình cũng là một người gây cười cho các bạn trong lớp. Mình chỉ mong là các bạn vui vẻ thôi. Không còn nhiều thời gian để chúng ta bên nhau. Còn khoảng 29-30 ngày nữa thôi là chúng ta phải xa nhau. Nếu mà có cái điều gì trong lòng mà không nói ra được, thì bây giờ đó là cơ hội là chúng ta để nói ra, để giải quyết hết. Mà năm sau có cơ hội để học lớp á, thì chúng ta chỉ có những điều vui thôi, chứ không có những điều buồn phiền để nói với nhau. Mới vào thì mình cứ nghĩ là lớp này là lớp cá biệt, quậy, rất nhiều phốt, nên là chắc khó hòa nhập được. Nhưng mà đầu năm thì mình cũng mạnh dạn tham gia đội đá banh. Tham gia rồi thì mới thấy là rất vui. 12, 16 là cũng kết thúc cho chặng đường của tụi mình học 3 năm ở đây. Tuy là cũng không được 3 năm chọn vẹn một lớp, nhưng mà coi như là năm cuối này cũng là có một lớp 12, 16 chọn vẹn cho một năm cuối. Cảm ơn các bạn. Mình cảm thấy là mâu thuẫn, mà mình cảm thấy nó không có vấn đề gì hết. Thật sự là chỉ có một chút là hôm nay hôm đó mưa nên là không tổ chức được và cũng không thuận lợi. Thì ngày hôm đó là mình có gọi cho Hưng và mình nói với Hưng là Hưng ơi, bây giờ mình có thể thay đổi địa điểm hoặc là có một cách nào khác để xử lý việc đó. Mình không thể trách hay là đổ hết trách nhiệm gì lên cả lớp hoặc là người tổ chức hay là ai hết. Thật sự là có một ngày chụp chụp yếu thôi mà tụi mình đã chuẩn bị rất là nhiều. Không phải là tụi mình kiểu muốn chụp qua loa hay là gì hết, mà tụi mình dành ra một ngày để đi mua đồ, suy nghĩ là ngày hôm đó mình sẽ chụp thế nào hay gì đó, ra cái thứ. Mình nghĩ là hôm nay rất là vui, hôm nay tụi mình cũng đã nghỉ một ngày học để buổi tối ngày hôm nay, và mình nghĩ là buổi tối ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi, mình không còn cơ hội nào nữa. Nên là mình nghĩ là hôm nay mấy bạn cảm thấy thoải mái với đám tụi mình. Lớp 10 thì mình chuyển vô trường, lớp 10 thì mình chuyển qua lớp một cái lớp ban D thì nó không có vui, cho nên là lúc đó là Trang với Hiền Anh là rủ mình qua lớp A16, cho nên là mình làm đơn xin chuyển qua lớp này. Thì là
xong rồi cái mình thấy là quyết định chuyển lớp của mình là quyết định đúng đắn nhất luôn, tại vì lớp cũ không có vui, còn qua lớp này kiểu là mọi người ai cũng vui vẻ hết rồi, kiểu bạn bè nói chung là vui, không có ai kiểu như chửi bới hay soi mói nhau nhiều. Rồi bắt đầu qua năm 12 thì có thêm một vài bạn mới vô lớp là mấy bạn bên A21, thì là mình rất là quý mấy bạn đó. Rồi xong kiểu như là mình tham gia một cuộc thi thì là mọi người cũng ủng hộ cho mình, cũng động viên. Nói chung là mình cảm rất là cảm ơn mấy bạn. Chứ bây giờ mình nói cảm ơn, nhưng mà hôm nay mình rất là muốn nói cảm ơn mấy bạn, dù là mình nợ nhiều bạn nhiều thứ luôn. Mình mong là những lần sau học lớp thì vẫn sẽ đông đủ, không có giống như trên mạng người ta hay nói là không có đông đủ gì hết. Trắng em bây giờ tan trường, đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu, ngồi ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em sao xuyến chợt nghe vu vơ gần lại bên anh. Bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngậm mình trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tay lá, giờ chờ em là lo gì? Một lần bên em ở, nắng gió dân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố. Seven.